Vậy là ngày kiếm được 100-200 ngàn. Lên thì có 100-200 ngàn. Xin mến chào các bạn. Lần một lần nữa mình lại đến chân tháp Nhạn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Giờ đây là mình đang ngồi trên một ghế đá công viên. Trước mặt mình là một cây cổ thụ và một cô đang dọn hàng. Giờ này bán được không cô? Chưa, bán này bán yếu lắm. Ồ. Thấy xe du lịch đồ cũng thường lại mà đúng không? Yếu lắm hả? Mở bán kia giờ giờ ở đây á hả? Mưa sao giờ ở đây? Bán đây lâu mà. Ờ. Mưa năm rồi. Ủa giờ sáng nào cũng kéo đồ lên đây rồi kéo ra đây rồi dọn hàng ở đây. Ông chú ba vợ. Mấy ngày này cũng dọn ra dọn vô mà ha. Ghê ha. Du lịch mình mới phát triển đây thôi mà. Đó. Đúng rồi. Ủa mình bán đây mình có thuê mặt bằng hay là cái trả gì là cái trả gì không? Ồ công đức à. À. Bốn chai nước xào sáu. Đúng rồi. Ngày cái mười mấy chai nước chỉ là kiếm nhiêu ta, một chai bán nhiêu? 10 ngàn à? Nghĩa là ngày kiếm được có 100-200 ngàn. Đây thì có 100-200 ngàn. Mọi nghèo cũng có luôn. 100-200 ngàn là có, em bán như ngày qua bán 10 chai nước là sao có. Bán 4 chai nước làm gì có 10 chai nước, em bán 10 chai nước là tính là 3 ngàn chai. Đúng rồi, tính tiền lời. Tính tiền vốn, đúng rồi. Trời ơi, ngày làm kiếm được 100 ngàn hả em? 100 ngàn là mới có lắm em. Đúng rồi. Ok, làm công đức coi. Nghĩ vậy cho tốt, mình nghĩ vậy cho nó thiện lành sống rồi, đúng rồi, nghĩ tích cực đúng rồi, tiêu cực chia cho cực khổ đúng rồi, nên không, mọi người biết đủ là hạnh phúc, mọi người không biết đủ, con thấy dưới thành phố có nhiều người kiếm tiền triệu này nọ mà cũng không đủ á. Ha ha.
Ủa à? Con chị nó không tin, nó nói chứ nó không tin mẹ, thằng con trai thì nó không tin. À. À, không tin. Tao ra nó bán cho mình từ cái nó thương nó một cái nước 5 ngàn. Tôi bán một cái. Thằng ra là trả con cho nó chứ. Ngoài trả con cho nước 5 ngàn, nó bán cách thương con. Cô bán đắt lắm mà, bán từ rác nó thương là đi cho một cái cũng cỡ. Kêu một cái nước mà lạnh là ngồi giao lưu với cô bán nước ngay dưới chân tháp nhạn. Đâu? Đây là phải chân nhạn, là trên tháp nhạn rồi. Dưới cây bồ đề đúng không? Cây này cây gì này? Cây này chắc không phải cây bồ đề. Đại thụ. Còn nhìn cây ghế gốc rồi kìa. Quá trời ghế đúng không nhỉ? Wow, mình vô đây mình ngồi mình tu luyện được đấy. Người thì kiếm quá nhiều tiền, người thì còn kiếm một ngày bán vài chai nước suối để mà sinh sinh nhai thôi. Đó là cuộc sống nó vậy đó. Đây nè, đây là dòng sông ra cửa biển Tuy Hòa Phiên. Đây, em đi dòng qua xem. Đó là cầu Hùng Dương. Bên đây là thôn Ngọc Lãng. Sư phụ mình nói đó, đây, sư phụ anh Dịch Tư mình bên này nè, đây, đây là thôn Ngọc Lãng nè. À, chắc như thường sư phụ đánh cá ngồi dọc sông này nè. Còn kia là chân cầu Hùng Dương. Bên đây là ra cửa biển luôn đó. Còn bên này là mau vô thành phố. Ở bên này thành phố Tuy Hòa là tòa nhà cao cao đó, là mấy chỗ dự án mới đây chuẩn bị xây đó. Nắng lên rồi, nắng lên rồi, tất cả cho khéo khéo mà không cây lúa không lên bông. Ok, ủng hộ cô đi. Mua được suối uống em. Uống cho mát, ủng hộ. Anh nói ngồi mời nước luôn. Ôi, bữa mình dưới chân núi mình ngồi mời bà con mua bánh, mua quá trời luôn à. Bánh ít gai vậy đó. Nhìn mình tướng giống như bán vé số vậy, bán nước giống như đâu. Vậy ha, mình chúc bạn luôn có một cuộc sống nha. Mình rảnh rảnh mình ngồi qua những cái clip chia sẻ yêu thương đến cho mọi người vậy thôi. Bye bye và tổng chào các bạn. Là một lần nữa bình yên chúng ta xin mến chào các bạn. Every single day.